Cái gì đây? Ông nè, ông trồng hoa hướng dương xung quanh nè, nhờ mình để làm gì vậy? Còn lắp lại nữa chứ? Thì ra là chúng ta có thể thiết lập hàng phòng thủ xung quanh ngôi nhà của mình. Để tôi cướp nhà ông này cái đã. Đạt. Ok, thì tôi thấy ông kia ông cũng làm như vậy á. Để thành công hơn thì mong mọi người cho tôi một like và một sub nha. Giờ thì đợi thế. Nhà gì mà nghèo nè, không có gì để ăn hết. Tiếng gì mày ngồi vậy? Mày, sao mày lại vào được đấy?